Còn tại Hà Nội, trong sáng nay, lực lượng chức năng quận Đống Đa tiếp tục ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở một số tuyến phố. Tại tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, tổ công tác gồm cảnh sát và nhân viên trật tự của phường Quang Trung đã sử dụng công cụ hỗ trợ như kìm cắt thép, búa tạ, xử lý biển quảng cáo, đồ đạc, xe cộ lấn chiếm vỉa hè sau ngày đầu nhắc nhở. Trong 2 ngày ra quân, phường Quang Trung đã xử phạt hành chính 36 trường hợp dừng đỗ xe không đúng quy định, tháo dỡ 24 biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè. Được biết, trong sáng nay, quận Ba Đình cũng ra quân xử phạt lấn chiếm vỉa hè trên một số tuyến phố như Điện Biên Phủ, Kim Mã.